kiến hình ảnh từ sân vận động tỉnh Thanh Hóa, nơi diễn ra trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thanh Hóa gặp Hà Nội. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 9 của giải bóng đá vừa trôi vào với giao thoa đến 7-1 năm 2019. Và đây tiếp tục xuất phát ở vị trí hậu vệ cánh trái. Trọng Hùng đối mặt cùng Trung Văn Thái Quý, đi qua được chưa? Thái Quý sút bóng. Quá đẹp mắt, rất đẹp mắt, một pha xử lý cực kỳ tự tin và hoàn hảo trong từng nhịp chạm, từ tình huống khống chế bóng dọc đường biên, đẩy trái bóng vào tư thế di chuyển tốt nhất cho tới khi vượt qua Trung Văn Thái Quý và tung ra cú đá quá đẹp mắt. Bàn thắng của Trọng Hùng, và nó làm cho sân vận động Thanh Hóa đang nổ tung vào thời điểm này. 1-0 dành cho đội chủ nhà. Ở trận đấu mà Trung Văn Thái Quý chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải, đội dành cho Di Mario. 2-0 rồi, 2-0 cho đội chủ nhà. Di Mario chép cồi rất nhanh, tung ra cú đá có thể nói là không thể cản phá. 2-0, và một lần nữa lại là một hình ảnh quen thuộc giống như cách đây một tuần, màn ăn mừng của ông bầu Nguyễn Văn Đệ. Và một lần nữa thì sân vận động Thanh Hóa đang có được niềm vui. Không có được pha dứt điểm của Quang Hải, được chạy thần thấp của Ribario. Và đã có một tiếng phạm lỗi, sẽ có một quả đá phạt 10m và thậm chí là một thẻ phạt nặng. Người phạm lỗi là Đình Trọng. Một tình huống tấn công có thể dẫn tới bàn thắng và thẻ đỏ trực tiếp. Thẻ đỏ trực tiếp dành cho tuyển thủ quốc gia Trần Đình Trọng. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Chính xác, quyết định được đưa ra một cách nghiêm khắc, và câu lạc bộ Hà Nội chỉ còn 10 người. Cơ hội sẽ được trao cho Ramos, và cơ hội để cho đội chủ nhà có bàn thắng thứ 3. Ramos và thủ môn ăn công Ramos rất đơn giản, rất bình tĩnh, và 3-0 dành cho cầu thủ chủ nhà. Điều gì đang diễn ra ở trên sân vận Thanh Hóa khi mà đội bóng ở nhóm cuối bảng, câu lạc bộ Thanh Hóa đang dẫn 3-0 trước nhà đương kim vô địch. Ban huấn luyện, ban lãnh đạo của câu lạc bộ Thanh Hóa ăn mừng, rất vui mừng. Một trận đấu mà họ vừa trải qua hiệp một tồi tệ nhất trong 2 năm vừa qua. Cơ hội dứt điểm dành cho Quang Hải. Quang Hải đã mang về cho câu lạc bộ Hà Nội một quả đá phạt 11m ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 2. Cơ hội để cho câu lạc bộ Hà Nội có bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này. Người đã phạm lỗi với Quang Hải đó là Minh Tùng. Quả đá phạt 11m thứ 2 ở trận đấu ngày hôm nay, và lần này thì nó thuộc về câu lạc bộ Hà Nội. Ta sẽ cùng chờ đợi xem bản lĩnh của đội đương kim vô địch ở trong hiệp 2 là như thế nào. Người được trao trọng trách là Pape Oma, cầu thủ cũ của câu lạc bộ Thanh Hóa. Oma, bàn thắng đầu tiên dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Pape Oma trong ngày đối mặt với đội bóng cũ, lần đầu tiên kể từ khi chuyển sang câu lạc bộ Hà Nội, đã có được bàn thắng để giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nhen nhóm lên hy vọng. Họ đang chỉ thi đấu với 10 người ở trên sân. Sự tinh quái của Quang Hải mang về cho câu lạc bộ Hà Nội một quả đá phạt 11m. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, và lợi thế dành cho câu lạc bộ Thanh Hóa vẫn đang được duy trì tốt trên sân nhà của họ. Tất cả những điểm số của câu lạc bộ Thanh Hóa hầu hết đều diễn ra trên sân vận động Thanh Hóa cho tới thời điểm này. Di Mario chuyền bóng rất thuận lợi, dứt điểm. 4-1 dành cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Bàn thắng thứ tư, người ghi bàn là Xuân Cường, một cầu thủ vào sân thay người ở trong hiệp 2.
Cách biệt 3 bàn một lần nữa được tái lập. 4-1. Vì Mario đã thu hút toàn bộ các cầu thủ phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội theo pha đi bóng của mình. Và Xuân Cường có đầy đủ thời gian và khoảng trống để đưa ra tình huống dứt điểm một chạm đánh bại thủ môn Văn Công. 4-1. Thanh Hóa đang tiến rất gần tới thắng lợi thứ hai trong mùa giải năm nay. Và đó sẽ là thắng lợi thứ hai liên tiếp trên sân nhà. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Rất đơn giản cho Xuân Cường. Tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Thanh Hóa có thắng lợi thứ hai liên tiếp trong vòng một tuần. Và đó là một thắng lợi quan trọng trước đội đương kim vô địch câu lạc bộ Hà Nội.